ví dụ mỗi lần em đi vậy là được 5 xị hay 1 triệu? Nhưng mà ý là phải kiểu mấy quán mà chắc chắn có khách mới kêu em lên, chứ không lẽ kêu em lên xong không có cái bắt em đi về lại. Đúng rồi. Vậy là hồi nãy em có làm được tour nào chưa? Chưa. Chưa hả? À. Trời ơi, em lên lúc mấy giờ? 6 giờ. Trời đất ơi. Kiểu cái này nó cũng tùy ngày may mắn đúng không em? Đúng rồi. Gặp có người đâu đã nửa tháng có làm tour nào. Dạ đúng rồi. Em đi Tân Kỳ Tân Quý đúng không? Bên phải hay bên trái? Ở đây hả? Rồi, đón em nhé. Alo, em tới cái American rồi này chị ơi. Rồi. Em nhìn thấy mình đúng không? Vừa nghe Toko luôn hả? Rồi, đón em nhé. Rồi, rồi, em thấy chị rồi, em thấy chị rồi. Về Lê Hiến Mai đúng không ạ? Khó vậy em gài vô. Ok. Thì tập yoga hay là tập gym? Yoga hả? Rồi, đúng không nhé? Dáng đẹp, đẹp gái luôn mà đi gần quá anh em ơi. Từ chung cư này qua chung cư kia gần nhau à. Nên cũng không biết nói gì. Anh về quận 8 đúng không? Nhiều anh em chạy xe ôm không thích chở những khách hàng nặng ký như tôi đúng không? Không có body shaming nhưng mà chở những vị khách nặng nặng như thế này hơi khó lái. Với cả nhanh hư phục nữa nè. Cái phục nó lúng á. Tôi chạy tôi đâu có dám đi nhanh đâu. Tôi đi từ từ không á. Lỡ đâu đi nhanh sụp ổ gà một cái là phục ra phục nghiền ra nghiền luôn.
Ờ, mình đi chợ Hưng Đạo đúng không? Em về Nguyễn Anh hả? Nguyễn Anh đúng không? Sao số em bị theo bao vậy? Mới nhận mẹ. Không, anh gọi số điện thoại em á. À, số điện thoại em á. Em không biết nữa, dạo này cái điện thoại em bị gì á, thì không có được. Điện thoại bị hay sim bị? À, điện thoại bị á. Chứ sim bị gì rồi? Em xài sim gì? Em xài sim nha. Ok. Ngồi ngang là anh sẽ khó lái, nhưng mà vì em anh sẽ lái được. Giờ em về hay em đi làm? Về. Về sớm thế. Hôm nay trời ơi, em chạy tour mà. Chạy tour hả? Ừ, em làm ngoài thôi, đâu có làm tự do. À, thế làm ngoài nó tự do hơn nhỉ? Đúng rồi, tự do hơn. À, à. Là sao, là kiểu không có khách đó hả? Kén có nghĩa là nó sẽ không chọn tụi em hả? Đúng rồi. À. Chị đi đây nếu như má tao đẹp như đây mà nó không chọn nữa. Nhỏ như tốt hơn tao nó lại chọn, tao đứng tao quê quá tao đi xuống. Gu lạ ha. Đúng là mỗi người mỗi gu chứ mà không thể nào mà quy chuẩn vô được. Mỗi người mỗi gu. Đúng rồi. Nhiều khi em không phải là của người này mà của người khác thì sao? Cũng như anh chẳng hạn nè. Em phải miền Tây không? Em ở đâu? Cuối bản đồ. Cuối bản đồ hả? Để tính em ngang lắm đúng không? Đó. Tính em ngang lắm đúng không? Là sao? Ăn cua nhiều á. Hả? Hả? Cái Cà Mau ăn cua nhiều không? Ăn cua nhiều thì tính nó ngang chứ sao? Cua chứ có thì phải là ơ kìa. Bán gì ăn nấy chứ. Trời. Có bán ở đó mà. Nghĩ sao giờ Cà Mau mà bảo không có cua bán? Có mà kiểu ở nhà em có bán cua không? Nhà em hả? Đừng nói em Cà Mau, đừng nói, đừng nói em Cà Mau em bán dừa. Hay dữ quá. Đúng rồi, giả thị chắc cũng đáng chỗ nhiều cô nhờ. Trời ơi, ai cũng bảo anh vậy cho nên anh ế nè. Bộ cái ai cũng bảo như thế này hết trơn á. Kiểu bị quở á. Cho nên tới bây giờ luôn vẫn chưa quen ai được. Không dám tin luôn á. Không dám tin luôn hả? Em bây giờ em phải tin đi. Em năm nay 24 chưa? Em 21. 21 hả? 21 tuổi là 2.3 hả ta? Dạ 2.2 đó ơi. 2.2 á, em vào Sài Gòn lâu chưa? Mới lên. Mới lên luôn? Mới lên được tháng. Bạn bè em dụ em lên đây đúng không? Sao biết? Anh biết hết trơn á. Nó dụ em lên đây làm, nó nói xong giờ nó thấy giờ nó giờ đi nó bỏ em luôn hả? Tao bao bò rồi nó đi ra nó ở với bò nó. Trời ơi. Rồi. Bạn với bè vậy đó. Chỗ em là khách chung chủ yếu hả? Hay là chỗ hồi nãy em làm á là khách chung là chủ yếu hả? Người Việt chắc ít nhờ. Không có luôn, không tiếp hay là không có? Không có. Không có luôn hả? À, có nghĩa là tụi nó vô nhậu là tụi nó sẽ bút tụi em gọi là busy đúng không? Ngồi nhậu chung với tụi nó đúng không? Đúng rồi. À. Nhậu nhiều chủ yếu. Em uống thấy bà. Tụi nó ép em uống hả? Ý là ví dụ mỗi lần em đi vậy là được 5 xị hay 1 triệu? À, 1 triệu đó ngọt. Không có đi về. À. Để đâu có đưa đi đi về. Rồi đó chị. Nhưng mà ý là phải kiểu mấy quán mà chắc chắn có khách mới kêu em lên, chứ không lẽ kêu em lên xong không có cái bắt em đi về lại. Đúng rồi, giờ có khách không chọn thì giới hạn của người ngồi ngồi xong về thôi. Ủa vậy tính ra chết luôn á. Tự nhiên hả, quán kêu mình lên xong cái mình đi bắt xe lên.
trang điểm đẹp, mặc đồ đẹp xong cái lên cái khách không chọn cái đi về lại. Đúng rồi. Trời đất ơi, chết luôn. Vậy là hồi nãy em có làm được tour nào chưa? Chưa. Chưa hả? À. Trời ơi, em lên lúc mấy giờ? 6 giờ. Trời đất ơi. Kiểu cái này nó cũng tùy ngày may mắn đúng không em? Đúng rồi. À. Gặp. Hả? Nhưng mà nếu mà như vậy thì nói rồi đó. Hả? Rồi chị làm ở đây, chị trụ ở đây cả tháng trời, giờ chị bị ốm đau cả tháng trời. Nhưng mà nếu như vậy thì có được hỗ trợ gì không? À. Có được quán hỗ trợ gì không? Hỗ trợ ít tiền xe hay gì đấy chứ không? Chứ không lẽ cứ bắt người ta hoài vậy. Đúng không? Hỗ trợ 100 ngàn. Nếu mà không có tour. À. À. Nhưng mà vẫn lỗ nha. Lỗ tiền son phấn nha, lỗ tiền xe nha, rồi lỗ cái công nữa nha, khá là lỗ hơi nhiều rồi đó. Đúng rồi. Trời ơi, anh mà trước có bộ cũng lâu lắm rồi cho nên là cũng biết mấy vấn đề son phấn chứ. Con gái nó tốn mấy đó chứ tốn gì giờ. Bởi vậy á, người ta nói á, khi mà đàn ông mà rủ phụ nữ đi ăn hay là đi chơi á thì nên là trả tiền đi, tại vì phụ nữ đã tốn tiền make up rồi, cho nên là đàn ông không tốn tiền make up thì đàn ông nên trả tiền đồ ăn đúng không? Hợp lý không? Hợp lý. Không, chỉ có những đàn ông tinh tế mới nghĩ tới chuyện đó thôi. Đúng nè. Giờ về nhà bạn hả? Hả? Giờ về nhà bạn hả? Bạn ra cái tiền đó. Ủa, sao không về nhà cho nó đỡ tốn? Đâu, nó tiền rồi, hỏi cho hết luôn. À, đây đúng không? Của em 67.000. Đợi 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 anh tí, anh thối tiền nha. 133.000. Đúng không? 33.000 dữ chưa? Mình kết bạn được không? Anh kết bạn với em được không? Hôm nào anh rủ đi ăn. Anh ở gần đây nè. Ồ quên, em ở bên Bùi Văn làm. Các bạn nhá. Cho anh số được không? Suy tư vậy. Cảm ơn em nhá. Hôm nào đi ăn nhá. Nào đi ăn á. Ok. Vừa kết bạn được với một em cũng khá là dễ thương. Giờ về Gò Vấp rồi. Lê Đức Thọ à. Thôi chạy qua Phúc Nghĩa Văn Lượng anh em ơi. Qua bên đây mới ổn. Em về 10 179 xe 12 Đông Bắc. Ở này đi trước đi.
Em tới 25 rồi nè chị ơi. Lượm được đơn đi từ Tân Chánh Hiệp quận 12 về Trung Sơn luôn các bạn. Giờ này mới có 10 giờ về Trung Sơn thì cũng hơi sớm. Chị đi khu dân cư Trung Sơn đúng không? Vâng vâng vâng. Chị 75 nghìn. Đứng đợi chị này mua ốc 20 phút được gửi thêm 25 nghìn. Tuyệt vời. Giờ qua Trung Sơn thì ngồi đây thôi anh em ơi, đợi mấy em gái dễ thương đi về thôi chứ đi đâu nữa.